là vất vả rồi. Thế thì quan điểm của chúng tôi đấy thì cũng muốn người thật việc thật, chúng ta sẽ tha xuống. Đề nghị các chị không có trao đổi nữa. Lát nữa chúng ta sẽ có một cái thời gian để chúng ta trao đổi. Thế thì như vậy đấy thì vừa rồi đấy thì các bác anh các chị cũng đã xuống dưới ruộng lúa đền Tuân. Thì cái ruộng lúa đấy thì chúng tôi cho phun 3 lần. Cái ngăn trên mà cắm biển đấy là phun đủ 3 lần. Còn ngăn dưới chỉ có phun 1 lần để khi để nhé. Câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Nếu như mà bác nào mà để ý kỹ ý, thì giữa hai cái ruộng đấy là có cái độ trên bạch đông rõ ràng này. Thế thì tại làm sao mà như thế? Bởi vì cũng giống như chúng ta thôi. Thế thì báo cáo là các bác anh chị hàng ngày đấy thì chúng ta vẫn phải ăn cơm, đúng không? Ăn rau, ăn thịt cá, sữa. Thế ăn cơm để làm gì? Ăn cơm để bổ sung tinh bột, ăn rau để lấy vitamin, còn thịt cá sữa đấy để lấy chất béo, đạm và khoáng. Thế cây trồng nó cũng chẳng khác gì chúng ta cả. Cây trồng nó cũng phải có là gì? Hữu cơ, trung lượng, đa lượng và vi lượng. Nếu như mà chỉ có đa lượng không, tức là đạm cân kali không ấy, thì các bác thấy là cái lúa rất tốt, nhưng mà cái tỷ lệ hạt nếp rất cao, cái khả năng mà nổ ngã đến cái khi mà thu hoạch ấy rất cao. Và bây giờ báo cáo lại các bác là nếu mà lúa đứng ấy, thì máy nó còn xuống, chứ còn lúa mà đã mỏi nước quá rồi, lúa nằm xuống đấy rồi thì máy ra đến bờ ruộng rồi cũng khóc về, đúng không? Cũng làm gì được. Do vậy cho nên là trong cái canh tác của chúng ta đấy, làm sao đấy nó phải rẻ tiền nhưng mà phải hiệu quả. Thì cái đấy là cái việc mà để ứng dụng các cái khoa học kỹ thuật vào để sản xuất. Cho nên là rất là mong muốn đấy, khi có những cái câu chuyện hội thảo để đánh giá như này đấy, thì các bác anh các chị cũng về suy nghĩ. Và người quyết định cuối cùng là các bác anh các chị, chúng tôi không quyết định thay được, nhưng mà chúng tôi có trách nhiệm để chuyển giao các cái kỹ thuật mới, các cái công nghệ mới đến với bà con nông dân. Trong nông dân cũng vậy thôi, ai ứng dụng khoa học kỹ thuật tốt thì điều kiện phát triển kinh tế tốt. Còn nếu như mà ai lối chúng ta về cứ mãi mãi như thế thì báo cáo lại các bác là phát triển kinh tế rất chậm. Cái đấy là điều hiển nhiên rồi. Do vậy cho nên là mục đích của chúng tôi muốn đưa các cái phân bón hữu cơ và trong và vi lượng này vào để làm gì? Để cho nó cải thiện được cái câu chuyện về sản xuất nông nghiệp bền vững. Nó giảm được cái phân hóa học đi, nó tăng cái khả năng kháng sâu bệnh nhân và tăng được cái năng suất và cái chất lượng lên. Chúng ta cũng vậy thôi, ngày nào cũng cơm với lại thịt ăn mãi thì không ăn được, nhưng mà hôm nay có thịt mai, có cá, là mốt, có trứng thay đổi liên tục, bữa nào cũng tạo thấy ngon miệng. Thì rõ ràng ấy, thì đối với lại cây trồng và nuôi nó cũng như vậy hết, đều phải hài hòa dinh dưỡng là cần, nhưng mà làm sao nó phải hài hòa, nó phải đảm bảo, nó phải đủ. Thì cái mô hình của chúng tôi muốn xây dựng để khuyến cáo các bác các anh chị với các mong muốn cuối cùng trở thành như vậy. Và chúng tôi đấy đang tiếp tục đưa cái phân Agribio này phun cho hồ tiêu, phun cho cà phê. Thì hiện nay thì chúng tôi đang xây dựng tập trung chính vào các vùng trồng hồ tiêu để sử dụng cái phân bón Agribio này. Thì cái Agribio này đấy thì đang giao cho Kiên Phó Ban Nông nghiệp khuyến nông xã phụ trách cái mô hình nhánh mạnh ở trong thôn 10 xã Chiên Y. Và hiện nay đấy thì chúng tôi đang trong phun 2 điểm vừa cà phê vừa hồ tiêu ở Trung Huê. Và ngay buổi sáng nay thì tôi cho phun 1 điểm hồ tiêu ở trong Xuân Phú. Và chắc tới đây tôi sẽ làm tiếp một điểm ở dưới Enterop. Đấy thì báo cáo là các bác anh em chị thấy như vậy. Cho nên là nếu một khi một khuyến nông đấy, cái trách nhiệm của khuyến nông đấy là hàng năm sẽ đều phải đánh giá tất cả các cái sản phẩm của nông nghiệp. Và những cái gì mà khuyến nông khuyến cáo cho bà con thì khuyến nông chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân huyện, trước người dân. Thế thì cũng báo cáo luôn ạ, các bác anh các chị thì hiện nay ở trạm khuyến nông có một số những cái phân bón giới thiệu ở trạm. Chúng tôi giới thiệu, còn các bác đi mua bất kỳ ở đâu thì mua. Còn chúng tôi khuyến nông không có bán hàng, ngày xưa là có bán, nhưng mà bữa nay đấy thì không có người để trực tiếp bán hàng. Bởi vì khi bán hàng đấy thì bà con nhiều khi sáng sớm đã ra rồi, nhiều khi đấy thì chiều tối mới ra, nhiều khi ra buổi trước trưa. Thế mà anh em làm người nước đấy thì những cái giờ đấy người ta không gọi công quan. Do vậy cho nên là không muốn gây phiền hà cho bà con.
thì chúng tôi giới thiệu để bà con lựa chọn và bà con đến lại đến mua. Thế thì như vậy thì cũng nói luôn lại các bác anh các chị là như vậy, và hy vọng rằng các cái hộ ngồi đây còn có trồng hồ tiêu thì một lần nữa cuối năm nay các bác lại được mời đến cái vườn tiêu cảnh mạnh của thôn 10 để một lần nữa chúng ta đánh giá ở trên kênh công nghiệp, xem là khi ở dưới ruộng bú nước thì nó thành công như vậy, thì khi đưa vào trong cái cây công nghiệp thì cái khả năng của nó giúp cho cái cây hồ tiêu cà phê phát triển như thế nào. Và để cho các bác anh các chị hiểu rõ hơn về cái việc làm và cái hiệu quả cuối cùng của cái mô hình sản xuất lúa mà có sử dụng cái phân hữu cơ vi sinh Agribio này như thế nào, thì sau đây tôi xin mời đồng chí Y Ngăn, cán bộ kỹ thuật của trạm, người trực tiếp theo dõi và cùng với lại anh Tuân chủ hộ mô hình đây thực hiện trên đồng ruộng chúng ta làm sao, thì anh Y Ngăn anh sẽ báo cáo nhanh cái kết quả mô hình này để cho các bác anh các chị sẽ thấy được là trong quá trình triển khai thì chúng ta thu được những cái gì. Xin mời anh Y Ngăn.